Xin chào mọi người và nhất là những người anh, người chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip em làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị. Vốn dĩ là những người này năm nay có sao hạn không được tốt đẹp, đó là với nam La Hầu và nữ Kế Đô. Hai cái ngôi sao này, một là La Hầu là xấu nhất cho nam và Kế Đô là xấu nhất cho nữ ha. Hạn thì nam là tam kheo, nữ là thiên tinh, thị phi tranh chấp. Còn nam là tam kheo, dễ xây xác tay chân như là nhà. Vận niên của cả hai cũng như đã nói ở những cái video về tử vi của năm Quý Sửu, mà nam mạng nữ mạng ở đầu năm thì là vận niên cẩu cùng phong. Một cái năm mà có nói phải nói là cái vận niên nó cũng không tốt đẹp lắm cho những người tuổi Quý Sửu. Thiên can á thì Mậu được có cái là thiên can của các anh các chị là chữ Mậu hợp chữ Quý, cho nên là rất là dễ sinh tài và công việc nó cũng vẫn thành phần hanh thông. Tuy nhiên là sẽ vẫn còn nhiều điều không được tốt đẹp. Còn địa chi thì cũng đã nhắc lại một tí xíu thôi, là Sửu Tức thì là thuộc nhóm tự hình, Thìn Tức Sửu, Tức Sửu ha. Nó chỉ là tự hình chứ không phải là lục xung như Thìn Tức, thì cũng đã đợi một chút xíu cho các anh các chị. Tuy nhiên là các anh các chị là khắc được Tức chứ không phải Tức khắc các anh các chị. Tuy nhiên mà cái phần rối rắm thì nó cũng không thể nào không có. Thì từ đầu năm giờ thì nó các anh các chị cũng đã thấy ha. Đặc biệt là cái tháng Kỷ Mùi này, cái tháng Kỷ Mùi đây là hôm nay là 19 rồi, các anh các chị vượt qua cái tháng Kỷ Mùi này thì có đầy rắc rối với hỏa cực vượng, rồi là chữ kỷ nó khác chữ quý, công việc của nó dễ sinh ra rêu ra, rồi thị phi nó rất là dễ xảy ra, nghĩa là Thìn Tức Sửu Mùi, Tức với Mùi là nằm trong tứ hành xung, gia đạo cũng như là các mối quan hệ rất là dễ xảy ra tranh chấp. Tiếp tục với những cái có thể là có phần không may mắn, có phần không tốt đẹp ở trong 6 tháng đầu năm, thì 6 tháng cuối năm với nhiều cái vận về thiên can và địa chi cũng như là bổn mạng nó khá là tương hợp cho người Quý Sửu, thì hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì tháng tiếp theo của cái năm Mậu Tuất mà em sẽ làm đó là tháng Canh Thân, tức là tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Thì Canh Thân nó gốc và gốc mộc, như vậy là xét về mệnh là các anh các chị là mệnh mộc, gặp mộc là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt ha. Vượt qua cái tháng 5, tháng 6 phải đầy hỏa bị đốt mình, thì qua tháng này tháng Thân, tháng 7 âm lịch là mình được mệnh đồng hàng, sức khỏe không có vấn đề. Thiên can á, là chữ Canh với chữ Quý á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, đó là về mặt tử vi. Còn về mặt mà nạp âm ngũ hành á, thì Canh á, thì Kim, Quý là thuộc Thủy, như vậy là Kim sinh Thủy, gọi là nạp âm ngũ hành tương sinh. Nạp âm ngũ hành của cái thiên can được tương sinh thì rất dễ sinh tài lộc, công việc rất dễ hanh thông và báo hiệu sẽ có thắng lợi. Ngon lành ha. Thiên can như vậy, còn địa chi là Thân, Sửu, là tự chủ bình hòa, không thành hại, cũng không có xung hợp nhau. Như vậy là địa chi cũng vẫn tiếp tục là tốt đẹp, không có vấn đề gì cả, gia đạo ok. Đặc biệt đó là Thân nó thuộc Kim, Sửu có thuộc Thổ, cho nên là vẫn là thuộc dòng tương sinh Thổ sinh Kim, tốt đẹp cho cái việc mà ứng xử tốt đẹp trong gia đạo, không có việc gì trong các mối quan hệ mà trong công việc làm ăn mà xảy ra nhiều cái điều buồn phiền cho các anh các chị. Như vậy đối với tháng các anh các chị trải qua cả tháng 6 không tốt đẹp thì tháng 7 rõ ràng là ngon lành ha. Rồi tiếp tục là tháng 8 tháng 8 của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Tân Dậu, tiếp tục là một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 7, nó được đồng hàng, bổn mạng sức khỏe là không có vấn đề, không cần phải lo lắng gì cả ha. Thiên can Tân Quý thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói là Tân Canh thuộc Kim, Quý thì thuộc Thủy, cho nên là thuộc dòng tương sinh Kim sinh Thủy. Tiếp tục là một tháng thắng lợi về công việc và tiền tài,
không có quá khó khăn, có việc gì đi nữa thì mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh chị và anh chị sẽ giải quyết nó một cách rất là ổn thỏa. Ngon lành ha. Địa chi Dậu Sửu nằm trong nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc nữa. Như vậy là tháng 8 báo hiệu còn tốt đẹp hơn là tháng 7. Với cái mệnh thì được đồng hành, thiên can thì cũng tiếp tục phần nạp âm ngũ hành là tương sinh, như vậy nó sinh tê lộc. Địa chi thì được tỵ Dậu Sửu tam hợp, gặp tháng tam hợp như thế này, gặp không bị viên khắc về mạng, được tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can, thì rõ ràng là tháng 8 sẽ báo hiệu là một tháng tích cực, nhiều điều may mắn, có thể nói là sinh tài lộc cho các anh các chị. Ok, cho nên là có thể khởi tạo mọi điều ở trong tháng 8 được. Việc gì quan trọng có thể làm ra trong tháng 8 với những cái nhiều cái sự gọi là tương hợp may mắn. Với cái tam hợp mà đi Dậu Sửu thì nó không những đem đến cái việc tốt đẹp ở trong công việc, rồi nó còn tốt đẹp luôn cho cả gia đạo, rõ ràng là tháng tích cực ha, chứ không phải như 6 tháng đầu năm. Tuy rằng là với cái mệnh chủ là sao La Hầu, nam La Hầu, nữ Kế Đô, nó có nhiều cái xu hướng, nhưng rõ ràng là năm thì nó cũng có lúc trời lúc sụp, chứ không phải là lúc nào cũng sụp không. Như vậy rõ ràng là với tháng 7, tháng 8 là đang là lúc trồi lên của cái người Quý Sửu sinh năm 1973. Với ngũ dĩ nữa, cái người Quý Sửu có gặp có sang vô hạn có xấu đi nữa thì người Quý Sửu cũng có sự may mắn, bởi vì cái chữ quý của cái thiên can quý của các anh các chị là nó gắn với chữ quý nhân. Nó là chị các anh các chị bình bình khổ thôi, gọi là bình bình thì không sao, nhưng mà gặp cái lúc mà hoạn nạn nhất định, hoạn nạn mà đó như tử nhất sinh thì chắc chắn là sẽ được quý nhân giúp đỡ, luôn luôn có quý nhân xuất hiện mà những cái phút mà các anh chị tưởng rằng mình không sẽ vượt qua được. Đó là một cái điều may mắn của người có cái chữ quý, đặc biệt là với nữ, với nữ mạng ha. Rồi tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018 đó là tháng Nhâm Tuất. Tháng này thì tháng gốc thủy ha, nhâm thì được thành thủy. Như vậy với cái người mệnh mộc là một điều rất là tốt đẹp. Vì sao? Vì mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, mà khi bản mệnh được tương sinh thì các anh các chị đã biết rồi, thì các sao hạn tốt ở trong cái tử vi năm của mình nó sẽ được phát huy tác dụng, và đồng thời nó sẽ hóa giải đi cái sự xấu của cái sự không tốt đẹp của những cái sao chủ xấu. Ví dụ như là sao nam La Hầu, cái đô của anh chị thì gặp cái sáng tháng mà tương sinh vẫn mệnh như thế này thì rất là tốt đẹp, nó sẽ không có phát huy cái tác dụng xấu mà đem đến nhiều điều thuận lợi cho các chị. Rồi thiên can thì nhâm quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là nhâm và quý thì đều là thuộc hành thủy về nạp âm ngũ hành, gốc thủy cả, cho nên là ok, không có việc gì mà xảy ra lớn lao ở trong cái công việc đâu. Rồi địa chi Tuất Sửu, Thìn Tuất Sửu, Tuất Sửu thì giống như là địa chi của năm, cũng giống như là địa chi của năm thì nó là thuộc nhóm tự hình và nó đứng gần nhau ở trong tứ hành xung, cho nên là gia đạo sẽ có trục trặc, rất dễ xảy ra là gây gỗ, đôi chối thị phi. Cho nên là các anh các chị thì em nên tránh né cái việc mà xảy ra những cái tranh chấp ở trong cái tháng này, nó rất dễ để xảy đến những cái việc không tốt đẹp cho các anh các chị. Cho nên là các anh các chị phải đặc biệt cẩn thận cái việc này. Như vậy là tháng 9 cũng là tháng tốt đẹp, chỉ có cái phần gia đạo cần phải chú ý chút xíu về các mối quan hệ dễ sinh thị phi tai tiếng, nhưng mà với cái sự mà gọi là khôn ngoan, cái sự chịu đựng của vốn dĩ của người tuổi Sửu, tức là trâu, là rất giỏi chịu đựng, rất giỏi ở trong những cái chịu thiệt ở trong những cái mối xảy ra tranh chấp, thì người tuổi trâu này sẽ vượt qua cái tháng chín này một cách rất là nhẹ nhàng thôi, không có việc gì cả. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 10 âm lịch là tháng Quý Hợi, tiếp tục là một tháng gốc thủy.
tháng này là tháng có như là cực thủy, thì chữ quý cũng thuộc thủy, chữ hại cũng thuộc thủy, cho nên là gọi là đại hải thủy. Mà cực cực âm này á, thì là biển sâu quá, biển lớn là rất là khó lường, nhưng có thể nói như vậy. Nhưng mà người mệnh mộc của các anh các chị thì rất là cần thủy, cho nên là có thể nói là bản mệnh là được tương sinh tốt đẹp. Khi bổn mệnh được tương sinh thì cũng giống như tháng 9, tháng 10 là các anh các chị các tinh quân phúc tinh tài tinh sẽ có lợi và tạo được nhiều cái tiền tài ở trong cái bổn mệnh của mình, và thậm chí là nó có thể khống chế giảm bớt cái sự hung hại của cái sao chủ là hầu cho nam mạng và kế đô cho nữ mạng. Như vậy là đều tốt đẹp đúng không? Thiên can thì chủ quý là đồng hàng, có hàng can giống nhau, chủ quý thuộc hành thủy rất tốt cho mặt, cho góc mặt của anh chị, lại là tốt đẹp, đúng rõ ràng như vậy ha. Thiên can cũng là thiên can thường về công việc, thì công việc rõ ràng là đang có chiều hướng tích cực lên rõ ràng. Địa chi hợi với sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc nhau, cũng không có tương hợp. Như vậy tháng 10 cũng là một tháng tích cực nữa, chứ không có gì mà khó khăn đối với các anh chị. Thì sao vì được mệnh mà được đồng hàng rồi thì rõ ràng là điều tích cực tốt đẹp ha. Thiên can thì chứa quý đồng hàng luôn, mệnh thì được tương sinh thủy mộc, địa chi thì hợi sửu không hình hại, không tương khắc gì cả, cái điều tốt đẹp. Rõ ràng là nãy giờ từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 4 tháng này thì thiên can không có vấn đề. Chỉ có tháng 9 thì bị sửu gặp tức thì tự hành thôi. Và ổn mệnh cũng đều tốt đẹp. Như vậy là với 6 tháng đầu năm, nhiều cái điều mà không tốt đẹp xảy ra đến với người của các anh các chị với cái sao chủ là La Hầu và Kế Đô. Thì 6 tháng cuối năm mới xét được 4 tháng mà thấy rất là có nhiều điều tích cực trong cái gia đạo hỗn loạn cũng như là cái công việc làm ăn. Báo hiệu sẽ có sự khác biệt rõ ràng đối với 6 tháng đầu năm của các anh các chị mới trải qua. Rồi, tháng tiếp theo là tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, một tháng kim. Như vậy thì mệnh sẽ bị kim khắc mộc, mãn mệnh, sức khỏe hỗn loạn, cần cẩn trọng, dễ gặp nguy nan. Người chữ quý của các anh các chị ha, gặp kim khắc mộc như thế này là như đã nói, tương sinh thì các cái tinh quân tốt được hưởng lợi, ngược lại tương khắc thì các tinh quân tốt nó sẽ hoàn thành, nó sẽ là phá và bại tinh nó sẽ hoàn thành, cho nên là các anh các chị cần để ý cái tháng này. Rồi, thiên can quý giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, và quý thì thuộc thủy mà giáp thì thuộc mộc, như vậy có thể nói là nó nằm thuộc dòng tương sinh thủy mộc, công việc sẽ cũng không có vấn đề gì. Rồi, địa chi là Tý với Sửu là thuộc nhóm lục hợp của địa chi, mà lục hợp thì nó đem đến may mắn cho cả gia đạo và công việc. Có thể là nhờ cái trong cái tháng 11 này với cái địa chi có lục hợp này, thiên can thì được gọi là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, thì hy vọng rằng nó sẽ chế hòa làm cho cái sự khó khăn của cái mệnh là kim khắc mộc của tháng bớt đi tác dụng đối với người của các anh các chị. Báo hiệu của cái tháng 11 là bổn mạng cần cẩn trọng, có thể sức khỏe sẽ không tốt đẹp, và coi đề phòng tai nạn đối với những người có tháng sinh không tốt đẹp ha. Rồi, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 tức là tháng Ất Sửu, tháng Chạp, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy kim cũng là bị khắc mộc về bổn mạng, người ta gọi là tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng ha. Có đặc biệt bản mệnh của các anh các chị thì do là can mậu thuộc dương ngũ hành thần hỏa, nó đốt cái mộc của các anh chị quá nhiều, cho nên là sẽ có vấn đề, cho nên là cần chú trọng nhiều hơn. Thiên can quý ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ,
Quý thì thuộc thủy, Giáp, Ất thuộc mộc, tiếp tục là nạp âm ngũ hành tương sinh thủy mộc. Địa chi thì tháng này là tháng Sửu, tháng Ất Sửu, các anh các chị là tháng tuổi thì cần cẩn trọng bản mệnh và chuyện thị phi gia đạo. Rất là dễ gây gỗ, có nhiều điều không tốt đẹp. Có thể nói là với cái sao chủ La Hầu thì gặp cái tháng tuổi thì cần cẩn thận trọng nhiều hơn ở các anh các chị, cũng không phải là ngoại lệ. Như vậy đối với cái tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, tháng Chạp, thì với cái bổn mệnh là Kim Khắc Mộc cũng rơi vào tháng tuổi thì các anh các chị đặc biệt đề phòng cái tai nạn và sức khỏe có chút không tốt lành. Có thể nói là tháng 12 là tháng không tốt đẹp nhất đối với người tuổi Ất Sửu, người tuổi Quý Sửu của các anh các chị, cho nên là các anh các chị cần cẩn trọng ha. Như vậy thì tổng hợp cái vận hạn của 6 tháng cuối năm, phần thiên can thì rõ ràng là rất tốt đẹp, công việc sẽ không có gì là vấn đề lớn lao đối với anh chị. Tuy nhiên tiền tài sẽ không có được tốt đẹp lắm, tài lộc. Đặc biệt là với hai cái tháng tương khắc bổn mệnh là Kim Khắc Mộc là tháng 11 và tháng 12 thì các anh các chị nhớ cẩn thận bổn mạng của mình để mà an toàn. Em đã tổng hợp xong cái 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tụi các anh các chị. Nếu các anh các chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Ất Sửu, người tuổi Quý Sửu, xin lỗi, được ứng dụng vào cuộc sống mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video clip khác, có thể về tử vi của mình hoặc là của người thân, để mà ứng dụng vào cuộc sống cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn, có được cái thông tin mà mình tránh né những cái điều xấu và lợi dụng cái điều tốt để mình kiếm được tiền tài trong cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.